Xin chào mọi người nhé. Em giới thiệu cho mọi người cây trà, trà cung đình và trà thâm bát diện. Nhà em về rất là nhiều luôn. Trà cung đình. Trà cung đình hàng này em đang bán với giá là đây ạ, màu sen hồng cung đình đấy, màu phấn hồng cung đình. Trà này trà cung đình nhé các bác nhé. Hàng trà này em đang bán với giá là 120k một cây, em ship từ 10 cây nhá. Các bác mua từ 10 cây giá sẽ là 120k một cây ạ. Cây nó sẽ như thế này. Cao cây em sẽ nhận tặng, cao cây nó sẽ từ 40 đến 50 phân nha mọi người nhá. Cao cây 40 đến 50 phân. Các bác mua trà ủng hộ em, đây là em bắt đầu mở bán trà 20 này, 40 này, 60 này. Nhận tặng cây sẽ là cao 40 đến 50, nhưng mà có những cây nó sẽ cao hơn là cả 40 50. Nhưng mà tặng cây trung bình em sẽ nhận là 40-50 ạ. Trà cung đình nhá. Trà cung đình là một loại trà mà hot nhất, hot nhất thị trường năm nay luôn. Một cái chậu trà cung đình mà đường kính vanh gốc của nó vanh 10-12 thôi, mà giá của nó đã tầm 6-7 triệu một chậu rồi. Một chậu trà cung đình đợt Tết vừa rồi em bán ấy, đường vanh gốc của nó 10-12 thôi, mà đã bán là 6 triệu một cây rồi. Giá trà cung đình thì hot luôn. Cái lô này em mua được giá rẻ đấy, em bán được một giá rẻ nhá. 20 này, 40 này, 50 nhá, cao cây tức là 50 phân. Cao cây 50 phân, cây rất là sum đẹp. Mặt hoa thì như này nhá, mặt hoa trà cung đình thì mặt hoa như này. Đây là trà cung đình nhá. Trà cung đình này em bán là 120k một cây, em ship từ 10 cây nhá mọi người nhá. Trà cung đình là 120k một cây, em ship từ 10 cây. Đến cái sản phẩm tiếp theo nhá. Sản phẩm tiếp theo là trà thâm bát diện. Ừ, từ từ để em lấy cái bông hoa đấy đã. Và chị em mà buộc cho. Thực ra là em bán rất là rẻ, em bán cho chị em mà. Đầu ra quân em bán hỗ trợ. Từ từ để tháo cái lấy cái bông hoa ra đã. Em ở Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên, hoặc mọi người có, về, có thể về Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên, hoặc Lại ấp Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên ạ. Hiện tại em đang quay cái cây này là ở Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu ạ. Cây tiếp theo là cây này gọi là cây trà thâm bát diện nhá. Trà thâm bát diện, cái hàng này em bán là hàng chăn nuôi để cho về mọi người, để về mọi người lên tán ấy. Cây này thì cây to hơn cây cung đình nhá. Cây cung đình đặt bên cạnh đấy ạ. Cây cung đình là 120k thì nó nhỏ hơn nhá, còn cây trà thâm bát diện này thì nó sẽ to hơn. Cây trà thâm bát diện nó to hơn cây cung đình nhá. Cây trà thâm bát diện nó rất là to. Cây trà thâm bát diện này em bán là 170k một cây. 170k một cây, em ship từ 10 cây là giá 170k một cây nhá. Hoa của cây trà thâm bát diện là sẽ như thế này. Hoa của cây trà thâm bát diện là sẽ như thế này nhá mọi người nhá. Khi mọi người nuôi to nó sẽ rất là có giá đấy ạ. Hàng này hàng chậu thuần rồi, không sợ trột, không sợ hao hụt. Về mọi người cứ thế mọi người sang cái chậu to mọi người nuôi, hoặc mọi người hạ thổ dưới đất cho nó nhanh lớn nhá. Đây cây trà thâm bát diện ạ. Có bán lẻ không em có nhá. Có bán lẻ nhá. Giá 170k một 170k một cây, ship từ 10 cây. Còn nếu bác nào lấy khoảng 2 cây một nhá, lấy 2 cây một thì giá 200k một cây nhá. Lấy 2 cây thì giá 200k một cây ạ. Lấy từ 2 cây giá 200k một cây và hoa nó như này ạ. Đây gọi là cây trà thâm bát diện nha mọi người nhá. Hoa của nó rất là đẹp, gọi là trà thâm nhưng hoa nó không thâm, mà hoa nó màu đỏ rất là đẹp và nó năm nhụy nhá. Hoa nó màu đỏ rất là đẹp mà nó có năm nhụy. Ngoài cái hàng chậu đỏ này ra, hàng chậu đỏ nó cây rất là to này. Cây rất là to để em đo cây cho mọi người xem nhá. Cây rất là sum này các bác này. Tán sum nhá. 20 này, 40 này, 60 này, cây này cao 60 đến 70. Tán rất là dày và sum này mọi người này. Hàng trà thâm bát diện này em bán cho các bác mua từ 10 cây giá sẽ là 170k, bác nào mua lẻ 1-2 cây giá 200k. Giá cực kỳ hấp dẫn luôn đấy ạ. Còn là bác nào mà không thích cái hàng bụi đấy thì các bác có thể chơi hàng chi. Cái trà thâm bát diện này em có cả hàng một thân nhá. Đây là hàng một thân đấy ạ. Hàng một thân này thì bán 600k một cây, gốc của nó sẽ như thế này. Gốc của nó như này, nếu bác nào mà chơi trà thì các bác biết là cái để tìm được một lô hàng một thân như này rất là hiếm luôn. Rất là hiếm luôn mà cái giá trà một thân nó rất là cao. Khi các bác nuôi thành một cây to này nó chỉ to gấp đôi thôi là toán nó đã lên tiền triệu vài triệu một cây rồi. Đây cái trà thâm bát diện nhá. Em lo thoát thân này 20 này. 40 con này thoát